Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, nhà lãnh đạo Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt là con dao hai lưỡi mà phương Tây đã tạo ra. Lạm phát cao kỷ lục chính là hệ lụy rõ ràng nhất. Tổng thống Nga Putin dẫn số liệu ước tính EU thiệt hại 400 tỷ đô la Mỹ trong năm nay vì trừng phạt Nga. Ý định rõ ràng của họ là muốn bóp nghẹt nền kinh tế Nga bằng cách phá vỡ chuỗi hậu cần, đóng băng các tài sản quốc gia và tấn công vào mức sống. Nhưng họ đã không thành công. Các doanh nhân Nga đã cùng nhau làm việc siêng năng, tận tâm và từng bước một, chúng tôi đang bình thường hóa tình hình kinh tế. Về nền kinh tế toàn cầu mới, ông Putin cho rằng dự trữ toàn cầu sẽ được chuyển từ đồng đô la Mỹ và euro sang các nguồn tài nguyên thực tế như lương thực và hàng hóa. Về các nguyên tắc của nền kinh tế Nga, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự cởi mở và độ tin cậy về quyền tự do doanh nghiệp sẽ là những nguyên tắc quan trọng của nền kinh tế xứ Bạch Dương, kết hợp với một chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm và cân bằng. Cũng tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng để đối phó với các lệnh trừng phạt, Nga cần điều chỉnh cơ cấu và phương hướng công nghiệp trên quy mô lớn, đồng thời xây dựng lại hệ thống, ưu tiên phát triển sản xuất trong nước. Nga đã thu được nhiều ngoại tệ từ xuất khẩu, nhưng nếu chỉ có xuất khẩu và không có nhập khẩu, Nga sẽ buộc phải bỏ tiền vào các khoản đầu tư rủi ro. Do đó, Nga cần điều chỉnh cơ cấu công nghiệp của mình bằng cách chuyển sang thị trường trong nước, thúc đẩy và hồi sinh ngành chế tạo. Không có một hệ thống nào có thể thay thế WTO, mặc dù không hoàn hảo, nhưng đây là hệ thống duy nhất đảm bảo một sân chơi bình đẳng về các quy tắc thương mại cho các quốc gia khác nhau và xác định các giá trị và nguyên tắc chung. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ các giá trị này và tiếp tục hợp tác với tất cả các nước trong khuôn khổ WTO. Một số nhà quan sát độc lập từng cho rằng vấn đề tồn tại của nền kinh tế Nga chính là hệ quả của việc đánh giá thấp vai trò của tiêu dùng nội địa, không chú trọng đúng mức trong chiến lược thay thế nhập khẩu và đầu tư quá ít vào tài sản cố định. Hiện lãi suất của Nga ở mức 11%, tương đương với thời điểm trước khi xung đột địa chính trị nổ ra. Tỷ lệ lạm phát tháng 5 năm 2022 giảm nhẹ xuống 17,1%, tỷ giá đồng rúp ổn định. Đây được xem là những nền tảng giúp Nga có thể dịch chuyển chính sách kinh tế trong thời gian tới để ứng phó linh hoạt hơn với các lệnh cấm vận. Bởi nếu không nhanh, Nga có thể mất 10 năm để đưa nền kinh tế về mức năm 2021, theo cảnh báo mới nhất của CEO ngân hàng lớn nhất Nga, Sberbank.